bạn một món khá là dễ làm, đó là gỏi tôm thịt củ hũ dừa. Và đây là nguyên liệu chúng ta sẽ cần dùng để làm cái món này. Đầu tiên phải có củ hũ dừa, cà rốt, thịt mình cũng sắt mỏng, tôm luộc tắc, rồi có một chút xíu đậu phộng, đường và nước mắm, rau thơm nữa. Mục đích của việc sắt mỏng tôm là để cho nó dễ ngấm cái gia vị. Và khi mà trưng bày lên dĩa thì nhìn sẽ nhìn thấy nhiều tôm hơn. Như củ hũ dừa các bạn thấy ở đây mình chuẩn bị khoảng 300g, hai củ cà rốt. Cái món mình chuẩn bị đây cho 4 người ăn nha các bạn. Và 200g tôm thẻ. Mình không có giới hạn cái trọng lượng, cái trọng lượng đâu. Vì nếu các bạn thích ăn nhiều tôm thì mình bỏ nhiều tôm. Nhưng mà lưu ý đây là gỏi củ dừa nên đừng có bỏ quá nhiều tôm và thịt. Nếu mà bỏ nhiều thì nó là gỏi thịt và gỏi tôm chứ không phải gỏi củ dừa. Làm cái món gì thì món đó phải là nguyên liệu chính. Tại sao lại dùng tôm thẻ mà không phải là tôm đất hay tôm gì đấy khác? Cái tôm thẻ thịt nó ngọt hơn. Và còn như tôm sú thì nó to quá và giá cả nó lại cũng khá cao. Bây giờ chúng mình sẽ đi làm nước mắm chua ngọt ha. Để cho cái nước mắm chua ngọt được ngon thì các bạn nên chọn loại nước mắm ngon, nó có độ đạm cao một chút xíu. Mình sẽ bỏ tỷ lệ 1:1. Nếu các bạn thích ăn ngọt thì mình bỏ nhiều đường. Còn nếu như các bạn thích ăn vừa phải thì mình bỏ 1:1. Sau đó mình nấu để lửa cho nó sôi nước mắm lên và để nó tan đường ra. Các bạn cứ làm nước mắm chấm như thế này, sau đó mình trộn với gỏi. Còn nếu như mà thấy mặn thì mình sẽ bỏ thêm một chút xíu đường. Còn nếu như ngọt quá thì mình bỏ thêm một chút xíu nước mắm sau cũng không sao hết. Nhưng mà nên nhớ là mình phải làm nước mắm như thế này để cho đường và nước mắm nó quyện vào nhau, nó tan vào thì đến lúc bỏ vào gỏi nó mới ngon được. Sau đây chúng mình sẽ đến cái công đoạn là trộn gỏi ha. Để trộn gỏi được ngon thì mình khuyên các bạn nên trộn là tôm với thịt trộn riêng, còn củ dừa và cà rốt chúng mình trộn riêng để cho nó ngấm từng phần, sau đó chúng mình trộn chung lại. Chứ đừng có trộn tất cả chung một lúc, nó sẽ không được ngấm đều và không ngon. Đấy, sau đó trộn đều lên. Mình trộn đều nước mắm ngọt, nước mắm đường, nước mắm rồi thì sẽ bỏ thêm nước tắc vào. Không sao đâu nha các bạn, dùng chung một muỗng không sao hết, tại vì đây đều là cái nguyên liệu đã chín rồi. Mình sẽ trộn tiếp theo là củ dừa. Tâm huyết nó thể hiện ở cái sự tỉ mỉ khi mà mình làm món ăn, không được làm vội vàng, thực hiện đúng các cái thao tác thì nó sẽ ngon thôi. Gần như là xong rồi đấy các bạn. Mình có thể để cái này nó ngấm khoảng 15 phút, sau đó trộn chung hai cái lại và mình trưng bày ra đĩa mà thôi. Sau 15 phút thì củ dừa và thịt tôm đã ngấm gia vị, sau đó mình sẽ trộn hai thứ lại. Mình chưa muốn trộn hết để xem nó có vừa phải như thế nào. Các bạn ăn cay thì mình sẽ bỏ thêm một chút xíu cay, thực sự phải bỏ ít cay vào nó mới ngon, ít ớt vào, nếu không có ớt thì nó sẽ không ngon lắm. Rau thơm thì các bạn có thể sắt hoặc để cả lá cũng không sao ấy. Có một ít rau răm, sau bạc hà. Món này các bạn ăn với bánh phồng nhá. Bánh phồng tôm mình chiên lên. Mình phải bỏ một ít đậu phộng lên trên. Sau đó ăn kèm với đậu phộng. Đúng là tại do cái củ hũ dừa nó còn tươi á, cho nên là ăn cảm thấy nó rất là giòn, ngọt ngọt. Xong nó lại được trộn với nước mắm nguyên chất đúng không? Đúng rồi. Nước mắm nguyên chất nên nó rất là thơm, nó thơm kiểu rất là đặc biệt. Bây giờ chị ăn kèm một miếng đậu phộng nó sẽ có phải có một tí cay cay, xong rồi có cái nghiện. Đúng rồi, mình phải công nhận là bạn nghĩ ra rất là hay, tức là bạn trộn với lại
tắc đúng không? Đúng rồi, tắc. Thì nó tắc thơm cái vị nó đậm, nó đậm hơn cái vị của chanh. Nó thơm hơn chanh. Chanh nó bị chua nhưng mà nó hơi gắt. Đúng rồi, đúng rồi. Và nó có vị hơi ngọt ngọt một tí kiểu cam ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên nó rất là ngon các bạn. À, mình thì thực sự là mình cũng không có khoái cái hột đậu phộng này lắm đâu, nhưng mình nghĩ chắc là nó sẽ thơm. Đúng không? Nó bùi. Ừ. Mình sẽ có cảm giác vừa bùi, vừa ngọt, vừa giòn. Ừ. Vừa thơm, vừa chua, vừa cay. Được tất cả mùi vị của cuộc đời nằm trong một món ăn. Wow. Chua cay mặn ngọt, đắng cay ngọt bùi có hết luôn. Rất là bùi. Đúng rồi. Đúng rồi đâu quý vị. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không đến đây mà mua củ dừa đi nhỉ?